Trong ngày 17 tháng 10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Quận ủy Hoàng Mai về việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, chỉ đạo một số vấn đề còn tồn tại trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kinh tế giữ vững tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách bằng 87% dự toán được giao. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, quận Hoàng Mai là quận mới, địa bàn giáp danh, phức tạp nên còn có nhiều vấn đề về an ninh trật tự, công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng. Mặc dù còn có rất nhiều khó khăn, nhưng Quận ủy Hoàng Mai đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm. Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu Hoàng Mai phải quyết liệt hơn nữa để khắc phục những tồn tại, đặc biệt là vấn đề vi phạm trật tự xây dựng. Cái lớn nhất là chúng ta bảo đảm cái việc phát triển nhà ở mà đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông thì mới là cái quan trọng. Đấy. Thì cái việc này chúng ta thấy là chúng ta vừa qua làm chưa tốt, chưa đồng bộ như tất cả các đồng chí vừa phát biểu hết rồi. Thấy rất rõ rồi đúng không ạ? Nhà thì lên như thế, đường thì làm một nửa rồi, đường thì thiếu rồi, hay là trường học thì ông hứa xây xong ông không xây. Thì tôi đề nghị tất cả những trường hợp đấy chúng ta sẽ phải xử lý hết sức nghiêm về công tác cán bộ mà chúng ta đã nói nghị quyết Thành ủy nêu rồi, trách nhiệm của người đứng đầu. Đấy. Thì cái việc ấy là tôi đề nghị chúng ta phải kiên quyết xử lý những cái trường hợp các ông chí nêu đấy là thành phố đang tập trung chỉ đạo rất là mạnh mẽ. Trong thời gian tới, Hoàng Mai sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, sớm giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại, đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô.